Dạ, cửa hàng Nước Mua Cơ Huy Hoàng xin kính chào toàn thể các em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Hôm nay thì em lên cho các bác một lô máy cưa cộng máy cắt cỏ luôn các bác nhé. Đó, hôm nay dạo gần đây thì có nhiều các bác hỏi em là về những dòng máy cắt cỏ, nhưng mà em chưa có thời gian để đăng được. Thì hôm nay thì em mới dọn rửa xong một lô cả máy cưa xích và máy cắt cỏ luôn các bác nhá. Đó, đầy đủ các thương hiệu này như Honda 4 thì các bác nhá. Siêu siêu đẹp luôn. Maruyama, tem còn nguyên luôn nhá. Chuẩn rin Nhật bãi này các bác. Đó, toàn chữ Nhật thôi. Đó, Maruyama, Mitsubishi TB này. TB23, Echo Kyorit các bác nhá. Đó. Và bên em thì có những dòng máy cưa như Komatsu Echo, Echo và máy cưa tay cụt các bác nhá. Đó, làm xích theo máy đầy đủ luôn. Và hôm nay thì em đánh dấu ký tự là dấu ký tự L các bác nhá. L. Đó. Các bác nào ưng ý hoặc là chốt em nào thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp của em. Cũng là anh chốt con L1 chẳng hạn thì các bác chỉ cần báo cho em là con L1 là em biết ngay là con gì rồi các bác nhá. Và em sẽ để giá công khai ở trên này luôn rồi. Giá đã bao gồm phí ship và được tặng kèm phụ kiện. Các bác đặt hàng của máy cưa bên em thì sẽ được tặng kèm bộ 3 phụ kiện là một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh các bác nhá. Và máy cắt cỏ các bác đặt ở bên em thì sẽ được tặng kèm một ổ phát cước, một dao, một dây đeo và một tô vít chỉnh và một lục giác các bác nhá. Bộ phụ kiện 5 món đó, và máy cưa thì bộ phụ kiện 3 món các bác nhá. Đó, toàn hôm nay là một lô máy, cả máy cưa máy cắt cỏ toàn hàng hệ đẹp thôi các bác. Máy móc bao rin nguyên bản 100% các bác nhá, chưa hề bung biếc máy móc gì cả. Hàng của bên em thì toàn là những hàng tuyển lựa, quá là đẹp luôn các bác nhá. Hôm nay tổng cộng cả máy cưa máy cắt cỏ là gồm 10 cây các bác. 10 cây tầm phân khúc cho các bác nào ưng ý lựa chọn nhất ở bên mình. Máy cắt cỏ hôm nay thì gồm có 6 cây cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đó, cho các bác nhìn quả. Đó. Mitsubishi TB Maru Honda 4 thì GX25. Đó. Vâng, và em sẽ giới thiệu qua đi. Giới thiệu qua đi để cho các bác nào xem ưng ý con nào thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp của em. Điện thoại, số điện thoại của em thì đã để lên trên màn hình rồi các bác nhé. Trên màn hình của các bác. Đó. Và em đánh dấu là con L1 này. Giá 2.800.000. Đã bao gồm phí ship và được tặng kèm phụ kiện rồi các bác nhé. Hàng tới các bác chỉ cần thanh toán đúng tiền máy thôi là được. Đó. Đó, con L2 là một con Komatsu G3005 này các bác. G3005 có chụp giật trợ lực luôn các bác nhé. Dòng Komatsu hàng hệ. Hãng này thì có lẽ là không còn xa lạ gì nữa đúng không ạ? Quá là đẹp luôn này. Núm bên xăng phụ, còn núm bên xăng phụ luôn các bác nhá. Chuẩn rin của nó luôn, 100%. Hàng chưa hề bung biếc máy móc gì cả. Hoàn toàn tin tưởng và yên tâm về bên em các bác nhá. Máy móc thì có sao em sẽ nói vậy. Đó. Con nào mà đã sửa chữa hay thay thế cái gì rồi thì em cũng sẽ nói luôn. Để đỡ mất công các bác đặt hàng rồi không ngừng ý của bên em. Đó. Con L2 và một con L3 là một con Echo này. Echo GC35 này. Con này cũng cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đó, máy móc tình trạng quá là ok la luôn các bác này. Bồ biếc ạ. Máy móc núm bơm xăng phụ đầy đủ luôn các bác nhá. Đó, cây lam của nó đây. Đó, làm theo máy của nó đây luôn các bác nhá. Đó, một cây lam xích 4 tấc. Con này chắc cũng phải tầm, dạ, 4 tấc, mặt cắt của nó là 35 các bác nhá. Đó, theo máy của con cây lam. Con này thì giá 2.900.000. Đã bao gồm phí ship với tất cả phụ kiện. Và con L4 là một con cưa tay cụt này. Con cưa tay cụt hàng Nhật nội địa. Giá 2 triệu đồng, cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đó, có núm bơm xăng phụ ở đây luôn này các bác. Núm bơm xăng phụ đầy đủ cái phụ kiện luôn các bác nhá. Đó, và con này thì bộ lam xích của nó, con này thì lam xích theo máy của nó đây. Phù hợp về cho các bác nào mà hay tỉa tượng cũng như là cắt tượng thì lựa chọn một con này là quá hợp lý nhá. Lam của nó thì chắc khoảng tầm 30 phân thôi. 30 đến 35 phân, em cũng chưa đo nữa nên là cũng không biết nữa.
tầm bao nhiêu phân các bác nhá, nhưng mà tầm 35 phân đấy. Mặt cắt của nó là 30 phân. Đó, và một sợi xích theo máy của nó này các bác. Cực kỳ độc lạ luôn các bác nhá. Các bác nào biết phần độc lạ của sợi xích này sẽ như thế nào thì comment ở phía dưới giúp em nhá. Đó, xem sự độc lạ của cái sợi xích này nó là như thế nào các bác này. Đó, phù hợp, rất phù hợp cho các bác nào cắt tỉa tượng. Đó. Một con cưa tay cụt cực kỳ nhẹ. Giá 2 triệu đồng các bác nhá. Đó, qua con L5. L5 là một con máy cắt cỏ Echo Kyorit này. Echo 265 các bác nhá. Máy móc cực kỳ đẹp luôn các bác hề. Hàng tuyển lựa luôn, bao zin nguyên bản 100%. Máy móc thì em đã dọn nổ ngon lành rồi, về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi các bác nhá. Đó, giá 2.200.000. Đó, công tác tay ga đầy đủ này. Đó, các bác nào hay hỏi em những dòng máy cắt cỏ thì lựa chọn những em này các bác nhá. Con này công suất của nó là 26cc, nòng 34 ly. Đó, máy móc ri nguyên bản chế hòa khí thì cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Zin luôn, chuẩn zin luôn này. Con này xài chế nó là chế quả ga. Đó, đến dây ga của nó cũng zin luôn các bác nhá. Tay ga zin. Con này thì nó sẽ xài tay ga chết. Các bác nào không ngưng ý tay ga này thì có thể liên hệ em, thì em sẽ lên tay ga bóp cho các bác để cho các bác dễ xài. Còn các bác nào ưng ý con này thì tay ga này thì để lại không sao cả. Còn các bác nào không bóp không quen thì liên hệ cho em, thì em sẽ lên tay ga bóp cho các bác nhá. Đó, công tác thì ở trên phần này luôn. Đó, thật cực kỳ mà dễ sử dụng luôn các bác. Tem mát thì chuẩn chỉ nhá, đầu bò zin nguyên bản này. Đó. Giá 2.200.000. Máy móc cực kỳ đẹp. Máy móc cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Nước sơn zin của nó luôn. Rồi, qua con L6. L6 là một con Mitsubishi. Mitsubishi TB23 các bác nhá. Bộ chế hòa khí nó là chế 2 kim này, chế zin nguyên bản luôn các bác nhá. Chế chuẩn Gobo của Nhật. Đó. Chuẩn zin luôn nhá. Đây, nó có phần chữ ở bên trong này. Không biết các bác có nhìn thấy rõ không? Đó. Chuẩn Gobo này của Nhật này, chế này chưa hề em chưa hề thay thế bất kỳ linh kiện gì các bác nhá. Đó, máy móc chuẩn zin nguyên bản. Nòng bạc bao đẹp luôn các bác nhá. Đó, con này thì giá 2 triệu đồng. Phù hợp về cho các bác xài gia đình. Cực kỳ đẹp, con này thì tum liền luôn các bác nhá. Tum liền, không phải tum rời. Đó. Các bác như những các bác nào mà hay lựa chọn máy cắt cỏ để về độ chế thì mới cần, thực sự là cần tum rời thôi. Còn như mà về các bác nào mà để xài cắt cỏ không thì cái tum này nó mới cực kỳ bền các bác nhá. Đó, cực kỳ bền luôn. Còn mà như các bác nào mà hay độ chế mà lấy đầu máy cắt cỏ ra mà để độ xe, độ cộ thì mới cần tum rời thôi các bác nhá. Đó, mà tum rời thì giá thì sẽ, giá thành sẽ cao hơn tum liền nhiều. Đó, do người sử dụng thì cần tum rời quá là nhiều các bác nhá. Đó, phần con L7 là một con cũng Mitsubishi TB23 này. Đó, chế hòa khí zin nguyên bản nhá, chế 2 kim. Đó, cũng tum liền, giá 2 triệu đồng. Máy móc tình trạng đẹp, không phải lan tan gì cả, toàn hàng tuyển thôi. Tay ga thì nhấc zin nguyên này các bác nhá. Đó, rồi, và qua con L8 em để lộn mất rồi. Qua con L8 là một con Maruyama. Đó, chuẩn zin 26NX. Con này thì công suất của nó là cũng là 26cc, nòng 34 ly các bác nhá. Máy móc zin nguyên bản, tay ga zin của nó luôn này, tay ga hộp zin luôn. Đó. Tất cả đây. À, có cái phần chắn cỏ thì em chưa ráp vào các bác nhá. Các bác nào đặt hàng của bên em thì em sẽ ráp chắn cỏ cho các bác sau, chứ khi không phải là em không có. Con L8 giá 1.900.000. Máy móc đẹp, tem mác zin nguyên bản của nó luôn các bác nhá. Có chữ ở đây luôn này. Tem còn chữ Nhật luôn các bác nhá. Ốc ác sáng bóng nguyên. Đó. Chế zin. L9 là một con cũng Maruyama, con này
có chụp giật trợ lực luôn các bác nhá, có xài trợ lực luôn. Đó, chế hòa khí cũng hai kim zin nguyên bản, cực kỳ xài tiết kiệm xăng. Hãng xài những dòng chế này thì cực kỳ dễ nổ luôn các bác nhá, và dễ sửa chữa nữa, giá 2 triệu đồng. Đó. Rồi, và con cuối cùng là một con L10. L10 là một con Honda GX25 này, Honda 4 thì các bác nhá, GX25 giá 2 triệu 700 ngàn. Đó. Máy móc đẹp, tay ga zin nguyên bản của nó luôn các bác nhá. Đó. Tay ga chuẩn zin luôn, cần đầu bò đầu biếc zin nguyên bản luôn này. Tem mác thì chưa hề, như chưa hề xước xiếc cái gì cả. Đó, quá là đẹp. Con này giá 2 triệu 700 ngàn. Đó, toàn bộ máy móc của bên em đây. Các bác nào ưng ý hoặc là muốn tham khảo thêm thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0354392929, hoặc là có thể kết bạn qua Zalo cho em, em sẽ tư vấn nhiệt tình các bác nhé. Đó, các bác nào ưng ý luôn thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua em, không phải lăn tăn gì cả. Máy móc thì em sẽ bảo hành các bác nhé, bảo hành cho các bác 3 tháng sử dụng. Đó, trục trặc gì thì em sẽ bảo hành cho các bác. Đó, máy móc thì bên em thì toàn máy hàng hệ thôi, mà là hàng hệ thì đã là hàng hệ thì đến nữa linh kiện của nó thì sẽ nhiều đồ sửa các bác nhé. Đó, nên là giá thành của nó thì nó cũng sẽ cao, nên là nhưng mà về đến nữa linh kiện linh kiếc thì hoàn toàn yên tâm các bác nhé. Đó, tất cả máy móc của bên em thì đều zin nên là hoàn toàn yên tâm, nòng bạc bao chưa hề bung biếc máy móc gì cả. Đó, còn nào cũng đẹp, cả lô máy cắt cỏ và lô máy cưa luôn các bác nhá. Máy cưa thì hôm nay thì em lên hơi ít, hôm nay thì em lên có 4 cây thôi. 4 cây. Một con Echo V3005 này công suất 35cc này. Đó, Komatsu G3005 công suất cũng 35cc luôn. Đó, con này Echo GC35A. Con này cũng 35cc. Một con tay cụt công suất 29cc. Đó. Toàn máy móc hàng hệ đẹp các bác nhá. Rồi, bây giờ thì sẽ qua phần test nổ, thì các bác nghe qua tiếng máy nó sẽ như thế nào các bác nhá, để cho ưng ý cũng như là vừa với sử dụng của gia đình mình nhất. Rồi. Dạ, con đầu tiên là một con Echo V3005 các bác nhá. Máy móc thì cực kỳ đẹp luôn các bác. Hàng này là tuyển lựa tận kho, nên là máy móc thì không cần phải chê chỉ bai về điều gì cả. Đó, đầy đủ phụ kiện cho các bác. Con này thì được hẳn tích hợp, đó là một cây lam Latin các bác nhá, cây lam 4 tấc Latin. Đó, chuẩn rin của nó luôn này các bác, Latin luôn nhá, không phải đầu bánh xe. Thường thường những dòng máy vãi ấy, em nhập về thì cây lam của nó đa số là bánh xe cả, nhưng mà con này thì đặc biệt là xài hẳn lam Latin luôn các bác nhá. Đó, mà con này thì sẽ xài xích chuột. Đó, xích trên thị trường thì bán rất là nhiều nên các bác không yên tâm luôn các bác nhá. Còn các bác nào mà chỗ các bác không có xích thì khi mà các bác sử dụng, hoặc là những sợi xích này đã hỏng, hoặc là các bác muốn thay sợi xích mới, thì các bác cứ thể liên, có thể liên hệ qua em, em sẽ gửi trực tiếp xích cho các bác. Đó, các bác không cần phải lo nhá. Xích này em cũng bán mới luôn nên là các bác không phải lo là xích sẽ không có các bác nhá. Đó, vâng, và bây giờ thì em sẽ test nổ con này cho các bác nghe qua luôn này. Đó, máy móc thì em đã căn chỉnh cũng như là dọn nổ ngon lành rồi các bác nhé. Dạ, tiếp theo trong series ngày hôm nay là một con L2 Komatsu G3005 các bác nhé. Máy móc cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Đó, có phần này không biết là do phần chủ cũ người ta xài thế nào mà nó bị nóng nên là nó có hình dạng như thế này thôi các bác. Nhưng mà miếng nhựa này vẫn còn cực kỳ dày các bác nhé, không cần phải lăn tăn, các bác kiểm tra hàng thoải mái luôn. Đó, máy móc thì cực kỳ đẹp. Con này thì em bán với giá là 3 triệu đồng. Hãng Komatsu thì có lẽ là không còn xa lạ gì nữa rồi, cực kỳ nổi tiếng. Máy móc thì nổ cực kỳ êm mà cực kỳ nhạy. Con này thì được tích hợp chụp giật trợ lực luôn các bác nhé.
Đó, la theo máy của nó là làm một cây la 4 tấc luôn các bác thầy. Đó, con này thì xài làm bánh xe các bác nhá. Đó. Các bác nào ưng ý muốn, hoặc là các bác nào không ưng ý con cây lam này thì có thể em sẽ lên lam Latin mới cho các bác. Các bác phụ cho em thêm một xíu tiền thì em sẽ lên một cây lam khác cho các bác. Rồi, và bây giờ thì em sẽ test nổ con này luôn cho các bác nghe qua nhé. Đó, máy móc nổ con hãng này thì nổ cực kỳ êm cũng như là sướng luôn các bác nhá. Máy móc đẹp, tình trạng tem mác zin nguyên bản theo máy của nó luôn. Dạ, tiếp theo trong lô máy cưa ngày hôm nay là một con Echo GC35 các bác nhá. Đó, máy móc cực kỳ đẹp luôn này. Con này zin hoàn chỉnh luôn các bác nhá. Đó. Núm bơm xăng đầy đủ. Rồi em sẽ test nổ luôn cho các bác nghe qua này. Đó, máy này thì được tích hợp chủ giật trợ lực lò xo nên là cực kỳ giật êm luôn các bác nhá. Rồi, con L4 là một con cưa tay cụt phù hợp về cho các bác nào cắt cành, cắt leo cây cũng như là tỉa gỗ tượng các bác nhá. Nó cắt cành cắt tay cực kỳ nhẹ luôn, con này cầm một tay quá là ok luôn các bác nhá. Máy móc nhỏ nhẹ. Dạ rồi, bây giờ thì qua phần máy cắt cỏ các bác nhá. Con L5 là một con Echo Kyorit 265. Máy móc tình trạng là đẹp. Theo em đánh giá thì nó rơi vào tầm khoảng 80% nữa các bác. Máy móc cực kỳ hoàn chỉnh luôn các bác nhá. Đó, con này giá 2.200.000. Chạy êm chưa hề có trục trặc hay là cọc cạch thì tiếng máy các bác nhá. Dạ, kế đến con L5 là một con L6. Máy móc cực kỳ đẹp luôn các bác. Hãng Mitsubishi thì có lẽ là không còn xa lạ gì nữa rồi. Thì hãng về ông máy cắt cỏ thì em nghĩ là hãng này nó là ông vua bà chúa rồi. Đó. Hãng này thì có lẽ là như các bác nào mà xài máy móc nhiều thì theo em, các bác nào xài hãng Mitsubishi rồi ấy thì người ta thì em bán thì khách hàng phản hồi rất là tích cực các bác nhá. Nó hãng cực kỳ nổ ngon lành cũng như là sướng luôn các bác. Đó, con này thì em bán giá là 2.000.000. Rồi, kế nữa thì cũng là một con Mitsubishi TB23 các bác nhá. Hai máy cực kỳ đẹp luôn, con nào em thấy cũng ok hết. Không cần phải các bác nào lăn tăn con nào tốt con nào xấu cả. Em thấy hai con cực kỳ đẹp. Máy móc thì em lựa từ bên kho về nên là các bác hoàn yên tâm nhá. Máy móc nòng biếc, bao là chưa hề có bung biếc máy móc gì cả luôn. Rồi, em sẽ test nổ con này cho các bác nghe qua.
nổ êm đẹp. Rồi tiếp đến là một con Maruyama giá 1.900.000. Con này thì công suất nó là 26cc, nòng 34 ly các bác nhé. Con này xài xế một kim. Đó. Máy móc thì đây, tem của nó thì còn nguyên luôn các bác nhé. Đã, tiếp đến con L8 là một con L9 hàng Maruyama, xài chụp giật trợ lực luôn các bác nhá. Giá 2 triệu đồng này. Máy móc đẹp, hàng hệ chuẩn luôn các bác. Đó, máy móc đẹp. Bây giờ thì ngoài trời thì cũng đã hơi tối rồi. Tốc độ video của nó thì hình ảnh video thì không được hoàn thiện cho các bác xem qua. Các bác nào ưng ý muốn tìm hiểu thêm thì có thể liên hệ qua em trực tiếp qua em, hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em nhé. Em sẽ tư vấn nhiệt tình thêm. Dạ, cuối cùng trong video ngày hôm nay là một con Honda GX25 các bác nhé. L10 giá 2.700.000. Con này cực kỳ là đẹp luôn, hàng tuyển luôn các bác nhé. Không còn phải lăn tăn gì cả, tất cả tem của nó này đó, không hề bị hỏng hay là bị gì về một cái tem của nó luôn. Đó, từ tay cầm này đó, con này cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Giá 2 triệu đồng. À quên, bảo giá lộn, 2.700.000 các bác nhá. Đã bao gồm phí ship với được thành cả phụ kiện. Máy móc rin nguyên bản nhá, tem chuẩn chỉ luôn này các bác. Đó, con này về hàng trưng bày cũng cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Máy móc quá là ok. Em sẽ test nổ luôn con này cho các bác nghe qua này. Máy móc nổ cực kỳ êm đúng không ạ? Hãng Honda thì nghe tiếng máy của nó thì không phải lan tan gì nữa rồi. Chạy cực kỳ êm. Rồi, các bác nào ưng ý hoặc là chốt con nào thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0354392929, hoặc là có thể kết bạn qua Zalo cho em. Rồi, em chào các bác nhé. Hẹn các bác ở video sau. Các bác thấy video hay và hữu ích thì bấm cho em một like và đăng ký kênh để ủng hộ em, cũng như là để theo dõi những video mới nhất của bên em các bác nhé. Em chào.